con quái vật này. Các bạn ơi, đây chính là con quái vật mà nó chống được tất cả các loại đạn. Không biết tại sao nó lại tấn công mình nữa. Ngươi định làm gì con quái vật này? Oh no. Đại ca của ngươi là ai? Sư phụ ngươi là ai mà ngươi dám tấn công ta? Ai thế này? Chẳng nhẽ đây chính là quái vật Haki Waki các bạn ơi. Chuồn. Không chỉ con quái vật nhá, chống được mọi loại đạn tấn công Tân Pri, mà hôm nay Tân Pri phải đối mặt với lại một con gọi là con rối nữa. Con rối này thì cực kỳ nguy hiểm rồi. Nếu mà nhiều bạn nào chưa biết ấy, thì con rối đấy chính là Haki Waki các bạn nhá. Con Haki Waki này là một con rối cực kỳ ác độc luôn. Nó xuất hiện cả ngày lẫn đêm nha các bạn nhá. Và nó rất thích là tấn công mọi người vào ban đêm. Đấy, các bạn có nhìn thấy hàm răng của con Haki Waki không? Ui ôi, to nhỉ các bạn nhỉ. Cái hàm răng đấy với lại cái bàn tay đấy nhá, nó sẽ dùng để cắn xé mọi đối thủ nhá. Đến khi nào mà không chịu được nữa thì thôi. Do đó khi mà cái nơi Tân Pri ở này đã xuất hiện con Haki Waki đi rồi, Tân Pri phải đi diệt nó luôn các bạn nhá. À đây rồi, tên Haki Waki đi rồi. Các bạn có nhìn thấy không, hàm răng của nó thật là kinh khủng. Tân Pri sẽ bắn cho nó rụng hết răng. Quỷ này hàm răng nó chắc quá, không bắn rụng được các bạn ạ. Oh no. Sao răng ngươi chắc vậy hả? Bây giờ ta sẽ dùng phương án khác. Các bạn ơi, con Haki Waki nó đạp Tân Pri rồi. Chết rồi, phải lấy khiên ta đỡ thôi. Người này. Các bạn nhìn con quỷ nó cào tay Tân Pri này, nó cào xước luôn này. Công nhận là cái bàn tay nó cực kỳ sắc luôn. Bây giờ phải chuồn về đã, chứ nếu mà để nó dùng cái hàm răng nó cắn xé thì á, không còn Tân Pri nữa mất. Các bạn ơi, con Haki Waki này nó tàn ác quá các bạn ạ. Các bạn cứ tưởng là nó là một con rối thôi, nhưng con rối này cực kỳ là độc ác luôn. Nó rất thích tấn công mọi người. Con này theo Tân Pri biết ấy, là nó rất thích ăn con mồi. Tân Pri sẽ cử ra một đệ tử, đó là kiến các bạn nhá. Khi mà nó ăn con kiến vào ấy thì cảm giác nó như thế nào thì các bạn biết rồi đấy. Kiến xuất hiện. Con kiến này nghe lệnh của Tân Pri đây. Người hãy đến giả bộ làm con mồi cho con quỷ Haki Waki. Khi nào mà nó nuốt người vào trong bụng nhá, người đốt cho hắn thật nhiều cho Tân Pri. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, đệ tử kiến của mình đã đến gần chỗ con Haki Waki rồi kìa. Đúng như kế hoạch rồi, nó ăn bạn kiến của mình vào rồi. Ôi dồi ôi, chết rồi, sao đau bụng thế này? Con kiến xấu xa, người đốt ta trong bụng à, chui ra mau. Các bạn ơi, tên Haki Waki tham ăn, đã bị con kiến đốt vào trong bụng rồi. Hắn không chịu được, nhả kiến đệ tử của mình ra rồi. Kế hoạch thứ hai, các bạn biết điểm yếu của con Haki Waki là gì không? Con này nha, mắt nó thì cực kỳ tinh trong bóng đêm. Bạn hiểu những cái con như kiểu con cú mèo không? Mắt rất tinh trong bóng đêm. Thế nhưng mà ban ngày thì mắt lại kém. Tân Pri ban ngày ấy sẽ hóa trang thành hacker các bạn nhá, giả vờ làm đồng minh của con Haki Waki này. Đó, sau đó Tân Pri có những cái trò để chôn con Haki Waki nha các bạn nhá. Đau bụng quá, trời ơi. Ok, Haki Waki, cho hacker tôi về phe của ông có được không? Hacker đó hả? Được rồi, ngươi về phe ta làm đệ tử của ta cũng được đấy, nhưng mà ta đang đau bụng quá. Ông yên tâm, nếu mà ông đang bị mệt, để hacker ta theo làm đệ tử của ông. Ông sai gì ta sẽ làm đấy. Phải tiêu diệt bằng được cái tên Tân Paris. Được rồi, về phe của ta làm đệ tử của ta. Các bạn ơi, bây giờ mình phải giả vờ nha, làm đệ tử cho con Haki Waki để nó kiểu là chiếm được lòng tin của con Haki Waki ấy. Đấy, sau đó mình sẽ lén tấn công nó từ đằng sau. Hacker, công việc ta giao cho nhà ngươi đến đâu rồi? Dạ thưa ông Haki Waki, tôi bắn cho tên Tân Pri chạy mất dép rồi. Chưa hết, tôi còn phá rừng này rồi á, đánh cái bạn khủng long, đánh mấy tên khủng long chạy rồi. Tên hacker này được việc quá nhờ. Được rồi, ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Tôi cảm ơn, ông cứ tin tưởng là tôi sướng rồi. Ông nhắm mắt
quay mặt lại đi. Tôi có món quà cho ông đây. À, ngươi lại còn muốn có món quà cho ta à? Được rồi, ta nhắm mắt lại đây. Đây, 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 quà đây. Nhận đi. Quà đây, quà đây, quà đây. Ai lùi, đau quá, đau quá. Tên nào dám bắn ta? Hacker nào, xem ta là ai đây? Paris đẹp trai chứ ai? Bây giờ ngươi đã bị thương rồi, còn Hacky Wacky này, bây giờ tân Paris sẽ hạ ngươi. Chuồn thôi. Đứng lại con Hacky Wacky kia. Các bạn ơi, tân Paris nhận được thông tin nhá. Con quỷ Hacky Wacky này ấy, nó vừa chui vào cái hang động rồi. Đấy, cái hang mà mắt ma sáng rực lên đấy các bạn nhá. Bây giờ tâm Pri phải bắt nó ra bằng được. Đó, mình đã chế tạo ra một bộ khuếch đại âm thanh các bạn nhá. Khi mà mình kích hoạt cái bộ khuếch đại âm thanh đấy thì thôi rồi, cái âm thanh cực kỳ chói tai luôn. Con quỷ, con quái vật này nhất định phải chui ra. Đây các bạn nhá. Bộ khuếch đại âm thanh của mình có 3 rắc nhá. Nhầm rắc các bạn ạ, nhầm rắc. Đây, cái rắc này mình sẽ kích hoạt này. Các bạn ơi, đến lúc hành động rồi. Con quỷ đã chui ra khỏi hang rồi. Bây giờ tân Pri sẽ bắn pháo hoa tầm xa nhá. Hạ quỷ đang trong đêm tối này. Đúng là lúc mà hạ được con quỷ rồi. Pháo hoa tầm xa đâu, bắn lên. À, con quỷ Hacky Wacky này, ngươi nhận pháo hoa đi. Pháo hoa tầm xa của tân Paris trông cực kỳ là đẹp mắt. Không những thế nhá, còn có tác dụng là phá tan nhá, phá hoại con quỷ, đánh đuổi con quỷ rồi. Đó, con quỷ nhận đòn pháo hoa của tân Paris á, đã phải bị chạy đi rồi các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của tân Paris nhá. Hôm nay tân Paris đã đánh đuổi con quỷ Hacky Wacky nhá. Một trong những cái con dối, con quái vật nhá, cực kỳ nguy hiểm và khiến mọi người phải sợ hãi nó nhá. Đó, các bạn nếu thích video này thì đừng quên ủng hộ Tâm Pri bằng cách like video và đăng ký kênh Tâm Pri nhá. Các bạn thích Tâm Pri làm về quái vật nào, làm về quỷ gì nhá, các bạn comment dưới video. Anh Tâm Pri sẽ làm theo cầu của các bạn nhá. Bây giờ cảm ơn, bye bye.